Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 102 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì không khí ngưng đọng bao trùm bên ngoài lôi nham cốc. Mọi âm thanh dường như đã biến mất. Chỉ còn lại vô số những ánh mắt đầy kinh hoàng. Tất cả đã chứng minh đòn công kích kinh thiên vừa nổ ra vừa rồi. Thắng rồi sao? Liễu Nguyên vặn vẹo cái cổ có phần khó khăn, nhìn Lăng Chí lúc này cũng rớt cả mắt ra ngoài, lẩm bẩm mà nói. Lăng Chí không trả lời. Lý trí của hắn thì vẫn đang tạm thời bị sự kinh ngạc đó áp chế. Mãi lâu sau thì Lăng Chí mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn Hoa Vân bị đánh cho đầu tóc rối tung, cuối cùng chậm chậm gật đầu. Khi mà gật đầu thì Lăng Chí cũng đang suy nghĩ. Đêm qua, hắn vốn hơi bất mãn với cả thái độ của Lâm Động. Với hắn thì dù cho Lâm Động có chút bản lĩnh thật, nhưng mà cũng không đủ để hắn cuồng ngạo đến như thế trước mặt của Lương Triều Lăng Vân hắn. Nhưng mà giờ hắn đã hiểu thái độ đó của Lâm Động là có nguồn vốn để mà chống đỡ. Sở dĩ Lâm Động không hề để tâm đến mặt mũi của Lăng Chí không phải vì hắn ngông cuồng, mà là vì hắn thật sự có bản lĩnh. Chiêu vừa rồi nếu đổi lại là Lăng Chí thì dù có tiếp được chiêu thì cũng chắc chắn là bị thương nặng. Dù gì hắn vẫn chưa phải là niết bàn cảnh, không thể so sánh với cả Hoa Vân có niết bàn kim thân được. Về phần đoàn người của Dương Thành ở phía sau thì sau một lúc tĩnh lặng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tiếng hoan hô vang dội khắp cả trời đất. Không ít người còn hét to lên tên Lâm Động, hiển nhiên là vô cùng kích động. Ma Thiết lúc này hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động trong lòng, nhìn bọn Đường Tuyên ở bên cạnh, chỉ thấy gương mặt của bọn họ cũng đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Thế nào? Ta đã nói là Lâm Động huynh đây không phải người bình thường mà các ngươi cứ không tin cơ. Nghe tiếng cười của Ma Thiết thì Đường Tuyên và Lưu Huyền cũng có phần hối hận. Ban đầu thật sự là họ chẳng xem trọng Lâm Động, thậm chí còn nghĩ hắn chỉ muốn bám đuôi họ để vào trong lôi nham cốc mà thôi. Những tiếng hoan hô lan tràn khắp nơi. Hoa Vân cách đó không xa thì sắc mặt đã tối sầm lại. Kết quả này hiển nhiên là quá khác với những gì hắn nghĩ. Thân là cường giả niết bàn cảnh, hắn rất rõ khoảng cách giữa niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh đỉnh phong. Niết bàn kim thân mán tu luyện, theo lẽ thường thì dù có đứng yên cho tạo hóa cảnh đỉnh phong toàn lực công kích thì cũng có lẽ chẳng gây được ra tổn thương gì. Nhưng mà lần này hắn đã tính nhầm rồi. Dù gì thì chẳng ai ngờ được Lâm Động lại có thể thi triển được môn tuyệt học mạnh đến như vậy. Khí huyết trong người sôi lên, nhưng rồi rất nhanh Hoa Vân đã kiềm chế được. Nhìn thì ngoài ánh mắt có phần dao động ra thì Hoa Vân không hề bị thương thế gì quá lớn. Cảnh tượng này cũng khiến cho Lâm Động phải thầm lắc đầu. Đúng là cường giả niết bàn cảnh quá như là bất phàm. Chỉ thứ năm hoàn chỉnh như vậy, cơ hồ có thể coi là vũ kỹ mạnh nhất của Lâm Động. Ngoài việc tạo cho Hoa Vân vẻ hơi thảm hại ra một chút thì cũng chẳng hiểu quà gì thực chất cả. Hoa Vân thì nhìn chằm chằm Lâm Động, môi mím chặt lại, sát mặt lạnh như băng. Nhìn thấy bộ dáng quán như vậy thì tiếng hoan hô của Dương Thành cũng nhỏ dần xuống, cảnh giác, nhìn như là sợ hắn trở mặt vậy. Còn về phần Lâm Động thì nhìn ánh mắt sắc lạnh đó của Hoa Vân, hắn chỉ cười mà nói. Sao vậy? Cuộc đánh cược không tính nữa sao? Không ngờ Hoa Vân ta hôm nay lại chịu thua thiệt trong tay của ngươi. Đã cược thì tất nhiên là Hoa Vân ta sẽ không nuốt lời rồi. Hoa Vân nhìn chăm chăm Lâm Động một lúc rồi cười khó coi, phẩy phẩy tay mà nói. Vương Triều Huyền Băng bọn ta sẽ không ngăn cản người của Dương Thành các ngươi vào lôi nham cốc nữa. Hắn vừa nói vừa nhìn Ô Mặc phía sau. Lời nói của hắn thì không nhắc đến Vương Triều Đại Ô, hiển nhiên là cũng không muốn thay mặt cho Vương Triều Đại Ô.
Lúc trước ta cũng đã đồng ý với cuộc đánh cược này. Nếu hối hận thì sau này thật là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Lúc trước thì ta cũng đã đồng ý với cả cuộc đánh cược. Nếu hối hận thì sau này thật là không còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Ô Mặc cũng cười nhạt, tuy rất là kinh ngạc với kết quả này, nhưng rõ ràng giờ mà lật lọng thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng người Dương Thành vào Lôi Nham Cốc sẽ gây ra rắc rối gì, và ngay cả Lâm Động cũng là như vậy. Với nhãn lực của mình thì Ô Mặc có thể thấy chiêu vừa rồi của Lâm Động có lẽ đã là vũ khí mạnh nhất của hắn, nhưng mà cũng chỉ khiến cho Hoa Vân lùi lại. Tính ra thì hai người này quả thật không thuộc một đẳng cấp. Thực lực của Niết Bàn Cảnh thì không phải là cái mà Tạo Hóa Cảnh có thể tưởng tượng được. Thấy hai đại vương triều này không có ý trở mặt thì người của Dương Thành mới thở phào. Lâm Động cũng chậm chậm đáp xuống đất. Liễu Nguyên và Lăng Trí thì lập tức tiến lại bắt chuyện. Lời nói cũng không còn sự kiêu ngạo như trước đây nữa. Thực lực mà Lâm Động thể hiện ra đủ để họ đối xử bình đẳng rồi. Ở phía xa thì Hoa Vân và Ô Mặc cũng đáp xuống, nhìn nhau rồi lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên là họ cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Tên tiểu tử đó quả thật có chút cổ quái đó. Vũ khí mắn thi triển ra e là đã đạt đến vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng rồi. Hơn nữa ta ngạc nhiên nhất là với thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong của hắn, sao có thể chịu được sức mạnh đáng sợ đó chứ? Hoa Vân nhìn Lâm Động như đang giống như là người anh hùng trong đám người Dương Thành mà nói. Hắn tu luyện một thứ vũ khí luyện thể không thể, có phần giống với cả Niết Bàn Kim Thân. Hơn nữa ta cũng phải thừa nhận hắn khá là cổ quái đó. Khi mà hai bên giao đấu thì Ô Mặc hiển nhiên cũng luôn chú ý đến Lâm Động. Đương nhiên là hắn cảm nhận được sự khác thường khi mà Lâm Động thi triển ra tiểu Niết Bàn Kim Thân. Đúng là có chút phiền phức thật. Nhưng mà nếu đã động thủ thật sự thì hắn cũng không có nhiều cơ hội đâu. Hoa Vân khẽ thở dài, dường như muốn chút bỏ hết sự bực bội. Ta hiểu. Ô Mặc cũng không cảm thấy bất ngờ. Hoa Vân chịu thua thiệt trong cuộc đánh cược này, nhưng nếu thật sự là động thủ thì đương nhiên sẽ không cấp cho Lâm Động cơ hội. Khoảng cách giữa Niết Bàn Cảnh và Tạo Hóa Cảnh thì không phải chỉ dùng vũ khí là có thể lấp đầy được. Vào trong thôi, lần này chúng ta cứ hợp tác trước. Còn việc viễn cổ bí thược thuộc về ai thì đến khi đó có được rồi sẽ tính. Hoa Vân quay lại nhìn Lôi Nham Cốc mờ ảo trong đám sương khói, nói rồi vẫy tay rất nhanh chóng phóng đi. Phía sau thì đám cường giả của Vương Triều Huyền Băng cũng nhanh chóng đi theo. Ô Mặc khẽ gật đầu rồi cũng lập tức dẫn người đi theo, rồi tất cả cùng biến mất trong đám sương mù mờ ảo trong Lôi Nham Cốc. Chúng ta cũng vào thôi nhỉ? Thấy hai đại vương triều đã vào Lôi Nham Cốc thì Liễu Nguyên và Lăng Trí nhìn nhau với ánh mắt kích động, rồi nhìn Lâm Động, ngư khí mang hơi hướng hỏi ý kiến. Lâm Động gật đầu, gọi Mạc Lăng và Ma Thiết, rồi đoàn người của Dương Thành trong tiếng hoan hô vang dậy cũng ào ạt tràn vào Lôi Nham Cốc. Trong vùng núi thâm sâu này thì Lôi Nham Cốc giống như là một con yêu thú vô hình há to miệng khổng lồ, bất luận là có bao nhiêu người thì nó cũng có thể nuốt hết. Khi mà bóng người cuối cùng biến mất trong Lôi Nham Cốc thì trên không trung một đạo thân ảnh duyên dáng mới hiện ra. Người này nhìn khoảng đất phía sau cuộc giao đấu của Lâm Động và Hoa Vân với ánh mắt khá thích thú, cười khẽ mà nói: có được lực chiến đấu như thế này khi mà mới chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nếu hắn lên đến Niết Bàn Cảnh thì sẽ cường hãn đến bậc nào đây, thật khiến cho người ta kinh ngạc mà. Không ngờ ở nơi như thế này lại gặp được người như thế. Dứt lời thì thân ảnh đó khẽ vươn vai, ánh mắt khẽ dao động, nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa, khẽ mím môi rồi bay vào trong Lôi Nham Cốc. Vài phút sau khi mà đạo thân ảnh thần bí đó vào trong Lôi Nham Cốc thì không khí bên ngoài Lôi Nham Cốc khẽ chấn động, một vài hắc ảnh cũng bỗng vụt ra. Này, nữ tử đó dường như là phát hiện ra chúng ta sao? Một hắc ảnh nói với giọng khàn khàn lạnh lùng. Không cần để ý, chúng ta nhất định phải có được bí thược. Viễn cổ bí tàng đó không phải loại bảo tàng bình thường. Nếu có được, chúng ta nhất định sẽ vượt trội trong bách triều đại chiến. Một người khác lạnh lùng mà nói. Không ngờ là cả đến Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô cũng đến đây. Hai tên đó cũng rất là phiền phức đó. Chỉ là hai tên mới thành Niết Bàn Cảnh không lâu, không thể coi là rắc rối gì lớn.
Vương triều của bọn chúng cũng chẳng là gì so với cả vương triều Ma Nham chúng ta. Hắc ảnh kia lại lên tiếng, rồi hắn không nói thêm gì nữa, vẫy tay một cái rồi biến thành một thân ảnh quỷ mị bay vào trong đám sương mù. Vút, vút, vút. Theo sau hắn thì các đạo hắc ảnh còn lại cũng đi theo. Sau khi mà chúng vào Lôi Nham Cốc không lâu, thì nơi đây mới thực sự trở nên yên tĩnh. Nhưng mà trong không khí mơ hồ như có hàn ý. Có lẽ khi mà người từ các nơi vào trong thì Lôi Nham Cốc sẽ không thể yên tĩnh được nữa. Lại nói thì Lôi Nham Cốc có thể coi là khu vực khá đặc thù trong sơn mạch Lôi Nham. Ở sâu trong dãy sơn mạch này, núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp. Nghe nói rất lâu trước đây, có một luồng lôi điện đánh xuống, tách rời dãy núi đối liền, rồi mới dần dần hình thành Lôi Nham Cốc ngày nay. Và có lẽ cũng vì luồng lôi điện đó mà bên trong Lôi Nham Cốc tràn đầy khí tức lôi điện. Trong sơn cốc thì yêu thú vô số, chúng dường như chịu ảnh hưởng của vùng đất này mà biến dị, không chỉ đi lại như gió mà còn phun ra được lôi điện. So với yêu thú ở bên ngoài thì khó đối phó vô cùng. Diện tích bên trong Lôi Nham Cốc khá là lớn, vì thế dù đột nhiên có lượng lớn người tràn vào thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là sương khói đậm đặc bên trong này khiến tầm nhìn bị hạn chế rất là nhiều. Lôi Nham Cốc vốn yên tĩnh, vì một đám khách không mời mà đến đã trở nên ồn ào. Bốn bề mơ hồ có tiếng gầm rú của yêu thú. Ở đây vốn là địa bàn của chúng, những con người này đều là kẻ ngoại đạo, mà với những kẻ ngoại lai thì chúng chưa từng nương tay. Hơn nữa trong Lôi Nham Cốc thì ngay cả phần ngoại vi cũng mọc không ít loại linh dược. Những kẻ này một khi đã vào thì thấy gì là lấy đó. Hành động ấy thì không chọc giận dân bản địa mới là lạ. Vì thế khi mà đoàn người vào Lôi Nham Cốc không được bao lâu thì xung quanh đã vang vọng tới những thanh âm sao động và hỗn loạn. Chắc là có người bị yêu thú tấn công rồi. Nhất thời đủ mọi âm thanh huyên náo và tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến ai cũng phải phiền muộn. Lâm Động Huynh, bảo bối ở sâu trong Lôi Nham Cốc, nhưng mà dọc đường nhiều yêu thú lắm đó, khí độc khắp nơi, dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng phải cẩn thận. Chúng ta coi như là đã trên cùng một con thuyền, chúng ta cùng tiến lên, huynh thấy thế nào? Liễu Nguyên nhìn vùng ngoại vi sương mói khói mù mịt, rồi cười hỏi ý kiến của Lâm Động. Cũng được. Lâm Động cũng không phản đối. Lôi Nham Cốc này đúng là vô cùng nguy hiểm. Nếu tạm thời liên thủ được thì cũng được an toàn hơn một chút. Hơn nữa lúc trước thấy Vương Triều, Huyền Băng và Đại Ô thì chắc đều đã đi vào cả rồi. Nếu đi muộn thì có lẽ cũng chẳng thu được cái gì. Đi nào, mọi người theo ta. Lâm Động quay lại nói với cả bọn Mạc Lăng và Ma Thiết. Giờ coi như Lâm Động là người dẫn đầu. Hơn nữa theo hắn thấy, nếu có chuyện gì thì có bọn họ cũng là trợ lực không ít. Lâm Động, Lăng Chí và Liễu Nguyên sau khi mà đồng ý tạm thời hợp tác thì tăng tốc độ đi sâu vào trong Lôi Nham Cốc. Những người Dương Thành khác, một số cũng nhanh chí đi theo. Trong Lôi Nham Cốc, có rất nhiều con đường bằng đá giao cắt nhau như là mê cung. Nhưng cũng may, bọn Liễu Nguyên có được không ít thông tin tình báo về nơi này, nên đi cũng không quá khó khăn. Lâm Động cũng rất là nhàn nhã. Thỉnh thoảng lại có yêu thú xông ra, nhưng mà chưa đến chỗ hắn thì đã bị đám người kia cùng ra tay đánh tan thành vụn rồi. Khi mà đoàn người Lâm Động tiến về phía trước, hắn cũng thấy con đường có dấu chân và xác yêu thú, có lẽ là do hai đại vương triều kia để lại. Cứ như vậy đi khoảng mười mấy phút sau, con đường đá ngoằn nghèo cuối cùng đã xuất hiện những cảnh tượng khác nhau. Đó là một tấm màn lôi điện đang bắn ra những tia điện sáng chói. Khi mà chạm xuống đất thì phát ra những tiếng lổ lách tách. Trong tấm màn đó thì Lâm Động cảm nhận được một luồng sức mạnh khá lớn. Lâm Động nheo mắt nhìn. Tấm lưới điện đó dù là cường giả bán bộ niết bàn muốn xông qua thì cũng phải chịu khổ không ít. Lâm Động huynh, tấm màn này là do lôi thạch hấp thu lôi đỉnh mà hình thành, uy lực vô cùng lớn. Bình thường trên bầu trời của Lôi Nham Cốc đều là mây tích điện. Trong môi trường thời tiết như vậy thì uy lực của tấm màn lôi điện này lại càng tăng thêm gấp mấy lần. Ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng khó lòng đi qua. Nhưng cũng may là mỗi tháng đều có mấy ngày mây tan. Muốn vào sâu trong Lôi Nham Cốc thì phải nắm được thời cơ. Vì vậy mà rất nhiều người đều tranh thủ lúc này đó. Thấy Lâm Động chăm chăm nhìn tấm màn lôi điện thì Liễu Nguyên mỉm cười giải thích.
Lâm Động lúc này mới chợt hiểu. Hắn đang phiền muộn vì tại sao hai đại vương triều kia sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào lúc này. Thì ra là vì tấm màn lôi điện này. Lâm Động huynh, e là chỉ có cường giả bán bộ Niết Bàn mới đi qua được nó. Những người khác đành phải ở lại bên ngoài vậy. Ma Thiết cũng nhìn Lâm Động rồi chuyển sang nhìn ba người Mạc Lăng, nói như vậy. Không sao. Nghe vậy thì Lâm Động lắc đầu cười, nói với cả ba người Mạc Lăng. Mọi người cứ đi theo sau ta là được. Ba người Mạc Lăng thì vẫn luôn theo Lâm Động, cũng giúp được không ít. Nay khó khăn lắm thì mới tìm thấy bảo tàng. Đương nhiên là Lâm Động cũng không muốn bỏ lại họ bên ngoài. Khi mà nghe Lâm Động nói vậy thì ba người Mạc Lăng cũng cảm động gật đầu. Đi thôi. Lăng Chí, Liễu Nguyên cũng đã sắp xếp xong. Họ đem theo hết cường giả bán bộ Niết Bàn, ôm quyền chào Lâm Động một cái rồi xông vào tấm màn lôi điện. Xẹt 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 xẹt. Khi mà họ lao vào thì tấm màn lập tức phát ra những tiếng nổ khiến cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động vẫy tay bước vào trong tấm màn rồi tâm thần khẽ động. Một lực đạo thôn phệ dần dần lan tỏa bao trùm lấy ba người Mạc Lăng đang lo lắng thấp thỏm. Dường như là lực thôn phệ nọ hình thành quanh họ một tấm màn chắn vô hình. Những tia điện cuồng bạo kia khi mà tiếp xúc với cả tấm màn bảo hộ thì lập tức tan đi. Những tia lôi điện trải qua sự thôn phệ và luyện hóa của lực thôn phệ, lượn quanh cơ thể của Lâm Động rồi bị Lâm Động cưỡng chế hút vào thân thể. Trước đây khi mà tu luyện Đại Nhật Lôi Thể, Lâm Động đã từng hấp thu lôi đình. Vì thế mà lần này cũng nhẹ nhàng chứ không có gì là trở ngại. Nhờ tác dụng đặc biệt của lực thôn phệ thì tấm màn lôi đình này có thể khiến cường giả bán bộ Niết Bàn phải chịu khổ kia đã không một chút thách thức nào với cả Lâm Động nữa. Vì vậy hắn không khỏi bật cười khi mà nhìn thấy bọn Ma Thiết cách đó không xa đang toàn thân run rẩy. Đi qua tấm màn lôi điện không mất quá nhiều thời gian. Chỉ mấy phút sau thì Lâm Động đã đưa ba người Mạc Lăng và Tiểu Viêm an toàn đi qua. Rồi quay lại nhìn đám người Ma Thiết bị lôi điện làm cho tóc tai dựng đứng lên mà không khỏi buồn cười. Cuối cùng thì cũng vào được rồi. Đám người Mạc Lăng khi mà vượt qua được tấm màn lôi điện thì thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía trước. Xuất hiện trước mắt đám người Lâm Động là một sân cốc khổng lồ. Ở chính giữa trung tâm là một tòa thạch điện to lớn đứng sừng sững. Tòa thạch điện này thì mang đầy dấu vết cổ xưa, đã có phần bị hủy hoại, chắc là tồn tại từ rất rất lâu rồi. Và hiển nhiên đây chính là mục tiêu cần đến của bọn người Lâm Động. Cái gọi là viễn cổ bí thược có lẽ là ở trong tòa thạch điện khổng lồ này. Ha ha ha, cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Nào các vị, tiếp theo có thu hoạch gì thì phải xem cơ duyên của mỗi người thôi. Nhìn tòa thạch điện này thì Liễu Nguyên không kìm được mà cười lớn, rồi dẫn người vào trong. Cửa lớn của thạch điện đã bị mở, có lẽ là do hai đại vương triều kia làm, xung quanh cũng có rất nhiều dấu chân. Bên trong thạch điện rất là rộng, vô số hành lang đan chéo nhau dài đến tận sâu vào bên trong. Bọn Lăng Chí vừa vào trong là tách ra tìm các loại bảo bối, nhất thời thì bận rộn nhưng mà rất hưng phấn. Được rồi, chúng ta đi bên này. Lâm Động không dừng lại ở đây, mắt hắn nhìn về phía một dãy hành lang, mắt lóe sáng rồi vẫy tay đi trước dẫn đường. Ba người bọn Mạc Lăng đương nhiên là không chút do dự mà đi theo. Còn Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền thì hơi do dự nhưng mà cũng đi theo. Bọn họ nghĩ theo bên cạnh Lâm Động thì chắc sẽ an toàn hơn. Bọn Lâm Động đi qua hành lang, mắt của Lâm Động càng sáng hơn, thậm chí còn ánh lên sự kích động nữa. Lúc nãy khi mà mới vào thạch điện, hắn đã cảm nhận được tinh thần lực của mình có dấu hiệu sôi sục rồi. Tình hình đó thì Lâm Động rất hiếm khi gặp. Nhưng hắn biết, chỉ khi nào mà tinh thần lực cảm ứng được linh vật thiên địa có liên quan mật thiết với nó thì mới có động tĩnh như vậy. Điều này hiển nhiên cho thấy rằng ở trong lôi nham cốc này, thứ hấp dẫn tinh thần lực của Lâm Động thì chỉ có một thứ, đó chính là thiên phù linh thụ mà hắn nằm mơ cũng muốn có. Sau mấy phút nữa thì cuối cùng thân ảnh cũng dừng lại. Trước mặt bọn Lâm Động xuất hiện một gian thạch thất rộng lớn. Gian thạch thất này thì có một luồng năng lượng kinh người tỏa ra. Mùi dược hương nồng nặc không ngừng lan tỏa. Rõ ràng đây là một gian phòng dùng để cất giữ đinh dược. Lâm Động nhìn lướt qua căn phòng rộng lớn và cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm. Ở đó có một cái cây đã khô vàng,
Từ xa nhìn lại thì các cành nhánh trên cây tựa như là những phù văn thần bí do thiên nhiên tạo nên vậy. Cơ hồ có cả sức mạnh thần kỳ có thể nối liền trời với đất nữa. Chính là thiên phù linh thụ. Nhìn cái cây đại thụ này thì hai mắt Lâm Động bỗng chốc lóe sáng đến cực hạn. Lúc này đây thì mùi hương của dược liệu xộc tới. Năng lượng kinh người cũng khiến cho bọn ma thiết ở bên cạnh phải há hốc mồm. Hít thở cũng trở nên khó khăn, nhìn linh dược ở trong gian thạch thất kia. Lâm Động khẽ thở ra rồi chậm chậm bước vào. Khi mà đi vào rồi, hắn mới cảm thấy được hết sự rộng lớn của gian thạch thất này. Bên trong có rất nhiều loại linh dược, nhưng mà Lâm Động thì chẳng hề để tâm. Hắn chỉ nhìn chăm chú vào thiên phù linh thụ ở phía xa kia và bước nhanh về phía đó. Bọn Mạc Lăng cũng theo sau. Lúc này họ cũng phát hiện thấy mục tiêu của Lâm Động, ánh mắt có chút chấn động. Tuy đều là biết ở bên trong lôi nham cốc có thiên phù linh thụ, nhưng mà khi nó xuất hiện ở trước mặt, dù đã có sự chuẩn bị thì cũng không khỏi mất bình tĩnh. Lâm Động huynh vận khí thật là tốt đó. Hồi đó khi mà thông tin về thiên phù linh thụ truyền ra thì không ai biết là thật hay giả. Không ngờ là chúng ta vừa mới vào đây, chưa được lâu thì đã gặp được rồi. Ma Thiết cười nói, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Độ quý hiếm của thiên phù linh thụ thì đương nhiên là hắn biết. Nhưng hắn cũng không phải là loại không biết điều. Nếu trên đường đến đây Lâm Động không có biểu hiện gì đặc biệt thì có lẽ còn có thể tranh giành thiên phù linh thụ với hắn. Nhưng mà hai lần ra tay của Lâm Động thì đã hoàn toàn trấn áp được họ. Vì thế khi mà Lâm Động không hề che giấu sự muốn có được thiên phù linh thụ thì bọn Ma Thiết đương nhiên là không nói gì nhiều, quay người đi lấy những linh dược gần đó. Những thứ này đều bán đi cũng đổi được không ít niết bàn đan. Và cuối cùng thì Lâm Động dừng bước tại trước linh phù linh thụ. Khi mà đứng gần thì hắn càng cảm nhận rõ hơn vô số những đường vân chẳng chịt trên thân cây. Những đường vân đó thì thần kỳ tựa như là kiệt tác của trời đất vậy, khiến cho người ta phải chìm đắm vào trong đó. Khi mà quan sát kỹ cây thiên phù linh thụ này, ánh mắt Lâm Động càng thêm nóng bỏng. Này Lâm Động huynh, nếu thích ý, thì lấy mau mau đi, để lâu dễ sinh biến đó. Ma Thiết cũng lấy được hơn 10 gốc linh dược khá là quý hiếm, rồi tiến lại nhìn Lâm Động đang quan sát thiên phù linh thụ, cười nhắc nhở. Lâm Động cười cười, ánh mắt chấp chới nhưng mà không động thủ ngay. Bỗng một tràng cười lạnh lẽo vang lên từ trong gian thạch thất. Hả? Kẻ nào thế? Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến cho bọn Ma Thiết lập tức cảnh giác, nguyên lực toàn thân nổi lên mà quát lớn. Vút! Đúng vào lúc ấy thì một đạo hắc ảnh vụt đến như là quỷ mị, rồi lơ lửng trên không trung, đứng ở trên cao nhìn xuống bọn Ma Thiết. Trên gương mặt âm mưu lạnh lẽo đó hiện lên một sự coi thường, hắn cười lạnh mà nói: Nể tình các ngươi đã dẫn đường nên ta không giết, cút đi. Vừa nói thì kẻ đó vừa bước ra, một luồng khí tức mạnh mẽ trào dâng khiến cho sắc mặt bọn Ma Thiết kịch biến, kêu lên thất thanh: Hả, niết bản cảnh, đáng chết thật đó, tên này ở đâu ra vậy, lại là một cường giả niết bản cảnh sao? Mạc Lăng đứng phía sau Lâm Động thấp giọng mà chửi. Lâm Động nheo nheo mắt lại, hắn không thấy lạ gì. Hắn biết là không chỉ có Vương Triều Huyền Băng và Đại Ô là bị viễn cổ bí thuật hấp dẫn, ở trong bóng tối thì chắc chắn là có những kẻ khác đang nhăm nhe, mà những kẻ trước mắt đây thì chính là một trong số đó. Trước khí tức của hắc ảnh kia thì sắc mặt của Ma Thiết tối sầm lại, hai tay nắm chặt, nhưng cũng chẳng có cách nào. Đối diện với cả cường giả niết bàn cảnh thì họ căn bản là không thể chống lại được. Nhìn bọn Ma Thiết bỗng trở nên yên lặng thì đạo hắc ảnh kia cười đắc ý, thân hình khẽ động rồi bay về phía thiên phù linh thụ. Hả, khốn khiếp! Thấy vậy thì toàn thân bọn Mạc Lăng đều căng thẳng, hai mắt của Lâm Động cũng càng nheo chặt lại hơn. Nhưng mà đúng khi mà ánh mắt Lâm Động đang lấp lánh định động thủ thì Ma Thiết đã kéo lại, lắc đầu nói nhỏ: Thôi đi, chúng ta không đánh lại được hắn đâu. Ma Thiết biết rõ, tuy là bên ngoài lôi nham cốc, Lâm Động đã dùng một chiêu đẩy lùi được Hoa Vân, nhưng mà không có nghĩa là giờ hắn có thể chống lại được cường giả niết bàn cảnh. Nếu bây giờ mà chọc giận vị cường giả niết bàn cảnh thần bí đó thì e lành ít dữ nhiều. Yên tâm đi. Lâm Động cười khẽ rồi nghiêng đầu nhìn hắc ảnh như là đại bàng đang lao về phía thiên phù linh thụ.
Tốc độ của kẻ đó thì vô cùng nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở phía trên thiên phủ linh thụ. Bàn tay nắm một cái, nguyên lực hùng hồn hình thành nên một bàn tay khổng lồ tóm về phía thiên phủ linh thụ. Thế nhưng mà khi mà bàn tay nguyên lực đó sắp sửa chạm vào thiên phủ linh thụ, thì bỗng cái cây với cành lá vốn đang tĩnh lặng bỗng rung lên. Cành cây tỏa ra một quang mang màu xanh lục, cơ hồ còn có một mùi tanh nồng đậm, khiến chắc sắc mặt của Lâm Động cũng phải thay đổi. Đạo hắc ảnh kia thì hiển nhiên là cũng không thể ngờ là thiên phủ linh thụ cũng biết tấn công, sắc mặt thay đổi. Nhưng tốt xấu thế nào thì hắn cũng là cường giả niết bàn cảnh. Thân hình di chuyển một cách quỷ dị, tránh được hết những đòn tấn công của cành cây. Sau đó bàn tay như là cây đao sắc bén, chém ra một đạo kình phong chặt đứt không ít cành cây. Có điều thủ đoạn cứng rắn đó của hắn thì không chỉ không có hiệu quả gì rõ rệt, mà ngược lại như là đã kích nộ thiên phủ linh thụ vậy. Những cành cây bị chặt đứt lại sinh trưởng với một tốc độ kinh người, rồi tấn công như vũ bão về phía hắc ảnh kia. Bọn ma thiết thấy vậy thì há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Hiển nhiên là họ không thể ngờ là một cái cây mà lại có lực chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy. Thiên phủ linh thụ không phải thứ bình thường đâu. Nó đã có một chút linh trí. Hơn nữa cành cây đó thì bảo đảm có chất độc, kịch độc đó. Và thứ kịch độc đó được gọi là thiên phủ độc. Nếu bị dính phải thì dù là cường giả niết bàn cảnh cũng sẽ rắc rối rất là lớn. Nhìn nét mặt kinh ngạc của bọn ma thiết thì Lâm Động cười thản nhiên mà nói. Trước đó thì hắn không lập tức hành động là cũng vì biết điều đó. Thứ linh vật này không phải nói lấy là lấy. Dù là cường giả niết bàn cảnh thì cũng phải rất là thận trọng. Chỉ một chút bất cẩn thôi là có thể hỏng việc ngay. Vậy chúng ta đi trước thôi. Ma thiết ở bên cạnh nói. Cường giả niết bàn cảnh thần bí kia vừa nhìn là biết không phải loại dễ nói chuyện. Khi hắn giải quyết được thiên phủ linh thụ thì e là sẽ đến lượt bọn họ mất. Sao? Đi? Gặp được loại bảo vật này sao có thể về tay trắng được chứ? Lâm Động cười. Hắn nhìn chăm chú vào hắc ảnh đang bị vô số cành cây tấn công, rồi thân hình rung lên bay thẳng tới. Thấy hành động của Lâm Động như vậy thì trái tim của Ma Thiết như co rụt lại, toàn thân run rẩy. Hắn thật sự là không ngờ Lâm Động lại to gan đến mức dám tranh đoạt với cả cường giả niết bàn cảnh như thế. Cái gì? Tiểu tử, người dám sao? Hắc ảnh bị thiên phủ linh thụ quấn lấy cũng cảm nhận được hành động của Lâm Động, ánh mắt liền lóe lên hàn quang mà hét lớn. Tuy nhiên với cả sự uy hiếp đó thì Lâm Động chỉ cười nhạt, thi triển Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình biến thành một làn khói xanh né tránh thiên phủ linh thụ. Động tác của hắn thì rất là nhẹ nhàng, không chặt đứt bất cứ một cành cây nào, vì hắn biết thứ này càng chặt sẽ càng mạnh, và nếu cứ cố tình cường hãn chặt thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vùi lấp. Đến lúc đó thì thiên phủ độc chui vào cơ thể, có là cường giả niết bàn cảnh đi nữa thì cũng sẽ là vô cùng thê thảm. Thân hình hắn thì nhẹ nhàng tránh hết những cành cây đánh tới. Sau đó trước ánh mắt phẫn nộ của hắc ảnh kia thì Lâm Động đã xuất hiện trên thân cây thiên phủ linh thụ, mắt nhìn vào vị trí trung tâm. Ở đó thì có các đường vân cây hình thành nên phù văn kỳ lạ, và trên phù văn dường như là còn phát ra ánh huỳnh quang nữa. Đây mới là trung tâm của thiên phủ linh thụ, mà năng lượng kỳ dị quanh nó cũng ngưng tụ trên phù văn này. Chỉ cần lấy nó đi là có thể lấy được sự khống chế thiên phủ linh thụ. Nhìn phù văn tạo nên từ vân cây ngay gần đó, Lâm Động nhếch môi cười. Lúc này thiên phủ linh thụ dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, lập tức thì bắn cành cây mang thiên phủ độc về phía của Lâm Động. Vút vút. Có điều thì Lâm Động lúc này cũng không để tâm công kích của thiên phủ linh thụ. Bàn tay cong lại đánh mạnh ra, kình phong mạnh mẽ cuộn trào, tóm vào phù văn rồi kéo mạnh ra. Phù văn lấp lánh ánh huỳnh quang đã bị tách khỏi thân cây. Mất đi phù văn thì thiên phủ linh thụ khô héo đi thấy rõ, cành cây cùng rơi bộp bộp xuống đất. Lâm Động cầm lấy phù văn, lật tay một cái cất vào túi càn khôn. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được sát ý nồng nặc ở phía sau lưng. À, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, chủ động giao nạp ra đây rồi tự chặt một tay đi. Có lẽ ta sẽ tha thứ cho ngươi một mạng. Hắc ảnh lơ lửng trên không trung,
ánh mắt âm u như là hồn ma bóng quỷ, trừng trừng nhìn Lâm Động, giọng nói tràn đầy sát khí khiến sắc mặt bọn ma thiết tái nhợt. Thế nhưng mà những lời tiếp theo của Lâm Động đã khiến toàn thân họ lạnh toát. Lâm Động nói rất là đơn giản, chỉ có hai chữ thôi, nhưng mà khiến cho hắc ảnh đó không kìm được sự tức giận mà run lên bần bật. Ngươi sao? Nằm mơ đi. Nhìn hắc ảnh bạo nộ đến cực điểm, bọn ma thiết biết là đã đắc tội với cả vị cường giả niết bàn cảnh này thật sự rồi. Rồi, ngươi thật là to gan lớn mật. Sắc mặt của kẻ kia thì lúc này đã tối đen đến cực hạn. Hắn nhìn Lâm Động với mắt không hề che giấu sát ý. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng có thể đẩy lùi được cường giả niết bàn cảnh là có thể ngông cuồng trước mặt ta sao? Hắn nói vậy thì hiển nhiên là hắn cũng đã chứng kiến cảnh giao đấu giữa Lâm Động và Hoa Vân ngoài Lôi Nham Cốc. Nhưng mà với hắn thì thật là lực cười. Nếu thật sự là giao đấu, với chút thực lực của Lâm Động thì căn bản không thể cầm cự quá 10 hiệp được. Lâm Động chỉ cười cười, cũng chẳng phản bác gì, nhưng mà cũng không có dấu hiệu gì là sẽ giao nạp Thiên Phổ Linh Thụ. Hành động đó của hắn cũng đã khiến ánh mắt kẻ kia càng tối tăm hơn nữa. Bọn ma thiết ở phía dưới nhìn cảnh tượng đó sắc mặt cũng tái nhợt. Khi ở ngoài Lôi Nham Cốc, tuy là cũng đã chứng kiến việc Lâm Động và Hoa Vân, nhưng mà dù sao thì đó cũng chỉ là cá cược. Còn lúc này thì hắc ảnh kia hiển nhiên chẳng phải loại thân thiện gì. Nếu Lâm Động không giao ra Thiên Phủ Linh Thổ thì e là hắn cũng chẳng để yên. So với sắc mặt tái nhợt của bọn ma thiết thì ba người Mạc Lăng thì tim càng đập dồn dập. Nhưng mà nhất thời đã lựa chọn tin tưởng vào Lâm Động. Họ đến chiến trường viễn cổ cũng đã một thời gian rồi. Từ đầu chí cuối thì Lâm Động đã tạo ra vô số kỳ tích, dường như là tuyệt chiêu quán không bao giờ hết vậy. Giờ đây trong gian thạch thất rộng lớn thì không khí có phần ngưng đọng lại. Mơ hồ có hàn ý âm u lan tỏa ra khiến sắc mặt ai nấy cũng phải thay đổi bất định. Tiểu tử, ngươi đã đánh mất cơ hội cuối cùng rồi đó. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc và cuối cùng hắc ảnh kia lên tiếng. Nghe hắn nói vậy, bọn ma thiết khẽ run lên. Rõ ràng là cường giả niết bàn cảnh này đã không nhẫn nại được nữa rồi. Hắc ảnh bước ra một bước, nguyên lực hùng hồn cuộn trào. Dưới lớp da hắn có ánh kim quang lưu truyền. Hắn không thi triển vũ kỹ gì mà biến thành một tia sáng mơ hồ, nắm đấm lao về phía của Lâm Động với một tốc độ nhanh như chớp. Không khí như là nổ tung theo nắm đấm của hắn vậy. Cường giả niết bàn cảnh có niết bàn kim thân chân chính, đó chính là thứ vũ khí mạnh nhất của họ, ngay cả cường giả bán bộ niết bàn cũng không thể chống cự được. Hắc ảnh đó thì cũng không hề có ý định nương tay. Quyền phong mạnh mẽ nhắm thẳng ngực của Lâm Động mà lao tới. Và nếu quyền này chạm vào mục tiêu thì có lẽ sẽ tạo nên một cái lỗ hổng máu me mất. Tuy nhiên thấy thủ đoạn tàn độc của kẻ kia, ánh mắt của Lâm Động lại trở nên lạnh lẽo. Nhưng hắn thì không lùi về phía sau mà thân hình rung lên. Dưới lớp da cũng phát ra ánh kim quang. Ánh kim quang này tuy không bằng được kẻ kia nhưng mà cũng có một cảm giác vững chắc không thể xuyên thủng. Kim quang lan tỏa dưới da của Lâm Động, dưới sức mạnh to lớn cũng dâng trào từ bên trong cơ thể quán. Hai mắt Lâm Động tóe lửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn ma thiết thì Lâm Động giơ nắm đấm được bao phủ bởi kim quang oanh kích thẳng về phía hắc ảnh kia. Âm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một luồng năng lượng cuồng bạo cuộn trào. Một số loại linh dược ở xung quanh nổ tung thành vụn phấn. Thân hình của Lâm Động bật lùi về phía sau. Cùng với đó thì trên cơ thể hắn không ngừng phát ra tiếng nổ nhỏ, rõ ràng là bị sức mạnh vô cùng lớn lao xâm nhập vào cơ thể rồi. Sức mạnh đáng sợ đó đủ để khiến một cường giả bán bộ niết bàn nổ tung. Nhưng mà Lâm Động dù là bị bật ra sau, nhưng mà không hề có dấu hiệu bị trọng thương. Ánh kim quang trên cơ thể ngược lại còn phát sáng hơn nữa. Bịch! Thân thể Lâm Động cuối cùng cũng đập mạnh vào một cây trụ to lớn. Cây thạch trụ to đến mấy người ôm lập tức xuất hiện đầy vết nứt. Còn Lâm Động thì cuối cùng cũng đứng vững lại được. Nhìn thấy Lâm Động sau khi mà tiếp một quyền của cường giả niết bàn cảnh mà không hề có dấu hiệu trọng thương, bọn Mạc Lăng lập tức hít vào một hơi khí lạnh, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Cái gì? Niết bàn kim thân?
Trên trời thì hắc ảnh kia nheo mắt nhìn ánh kim quang chập chờn dưới da lâm động, rồi dường như cũng hiểu ra được điều gì, cười lạnh mà nói: "Thì ra là một môn vũ khí luyện thể tương tự Niết Bàn Kim Thân. Chẳng trách ngươi ngông cuồng như vậy. Có điều nếu ngươi thật sự tưởng rằng chỉ dựa vào nó mà đối kháng được với cả cương gia Niết Bàn Cảnh, thì ta cho ngươi hay rằng ngươi quá ngây thơ rồi đó." Vừa dứt lời thì toàn thân hắc ảnh kia bộc phát ra kim quang chói lòa. Ánh sáng ấy thì sáng hơn cả tiểu Niết Bàn Kim Thân của Lâm Đậm không biết là bao nhiêu lần. "Để xem cái thứ Niết Bàn Kim Thân nửa mùa của ngươi đỡ được mấy đòn công kích của ta." Lần này thì hắc ảnh kia đã dùng triệt để sức mạnh của Niết Bàn Kim Thân. Khi mà thấy ánh kim quang ngày một chói lòa, sắc mặt Lâm Động cũng có chút nặng nề. Qua cú va chạm vừa rồi, hắn cũng đã hiểu sức mạnh của cường giả Niết Bàn thật sự. Lâm Động có thể đỡ được nhờ tiểu Niết Bàn Kim Thân, nhưng mà chung quy thì không thể nào chống cự được với kẻ kia. Bất luận thế nào thì thực lực quán bớt còn kém Niết Bàn Cảnh quá xa. Thân ảnh được bao bọc bởi kim quang mang theo sức mạnh rời núi lấp biển, ngày càng tới gần Lâm Động. Cái thứ kình phong với áp lực rất là lớn đó khiến mặt đất chỗ Lâm Động đứng vỡ ra thành vô số vết nứt. "Lâm Động, mau chạy đi!" Bọn ma thiết ở phía dưới thấy vậy thì tim như muốn nhảy ra ngoài, hét lên với cả Lâm Động. Rõ ràng là tên cường giả Niết Bàn Cảnh kia đã dùng toàn lực, hắn đã muốn hạ sát thủ rồi. "Có chạy nổi không?" Trong ánh kim quang phát ra tiếng cười chói tai của tên cường giả Niết Bàn Cảnh. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, cứ nghĩ đến lát nữa cái gương mặt đó sẽ nát như tương, thì hắn lại tràn đầy sự khoái cảm sặc mùi máu tanh. Vút! Kim quang lướt qua, nắm đấm như là được đúc từ vàng, cuối cùng cũng phá vỡ không khí nhắm vào đầu của Lâm Động mà đánh tới. Với tốc độ đó, khoảng cách đó, có nhanh đến mức nào đi nữa thì cũng chẳng thể tránh nổi nữa. "Người chết đi!" Gương mặt kia tràn đầy vẻ hung tàn. Thế nhưng mà khi nắm đấm của hắn tung ra thì dường như hắn nhìn thấy trong mắt Lâm Động ánh lên một vẻ chế giễu. Khi mà chưa kịp phân tích về ánh mắt đó của Lâm Động thì một tia hồng quang đã đột nhiên bắn tới. Và ngay sau đó là nắm đấm lạnh như băng làm từ kim loại nặng lề lao về phía quyền phong của hắn. Sức mạnh đáng sợ quần quận trào dâng. Trong gian thạch thất này thì mặt đất nứt vỡ, một cây thạch trụ nổ tung, thậm chí cả thạch thất như là muốn sụp đổ vậy. Bọn ma thiết vội vàng lùi ra phía sau, sắc mặt nhợt nhạt nhìn khung cảnh đầy khói mù. Loài công kích như thế này dù là Lâm Động có mạnh hơn nữa cũng chắc chắn phải chết. Nhưng mà đúng vào lúc đó, trong đám khói mù dày đặc đó thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn ngược ra, hai chân cắm xuống mặt đất vẽ nên hai đường sâu hoắm. Cũng vào lúc đó thì sức mạnh đáng sợ bùng ra từ trong cơ thể tỏa ra khiến không khí nổ tung. Thân ảnh bắn ngược ra sau đó cuối cùng cũng đâm sầm vào một bức tường, rồi thân thể mềm ra, miệng phụt ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt bọn ma thiết lập tức nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh đó, cơ thể lập tức như đóng băng vậy, hai tròng mắt lồi ra như gặp phải ma vậy. Bởi vì cái đạo thân ảnh bị bắn ngược ra và hộc máu đó lại chính là gã cường giả Niết Bàn Cảnh thần bí kia. Sững sờ nhìn cảnh tượng đó, bọn ma thiết phát hiện não của mình như là trong trạng thái tê liệt thật vậy. Thậm chí không chỉ họ mà ngay cả hắc ảnh là nhân vật chính cũng không thể tin nổi mà ngẩng đầu, lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi trừng trừng nhìn vào đám mây mù. Một lúc sau thì đến khi mà từ trong đám mây mù phát ra tiếng bước chân khoan thai, họ mới quay đầu lại, thấy một đạo thân ảnh với gương mặt bình tĩnh không một chút dao động. Bọn ma thiết dừng ánh mắt ở gương mặt bình tĩnh của Lâm Động, rồi bỗng phát hiện phía sau hắn còn có một thân ảnh cao lớn, tựa như là hộ vệ trung thành nhất vậy. Ánh mắt của họ nhìn theo hướng đó, cái thân ảnh đỏ rực như lửa kia. Họ không nhìn rõ gương mặt, nhưng mà sức mạnh to lớn mà thân ảnh đó vừa tỏa ra cũng khiến suy nghĩ của họ có phần hỗn loạn. Mãi một lúc lâu sau thì mới có những giọng nói với đầy vẻ kinh ngạc run rẩy len lỏi qua kẽ răng họ. Cương giả niết bàn cảnh giả. Và lúc này thân ảnh đỏ rực đứng lặng lẽ phía sau Lâm Động,
Tuy là không có hành động gì khác, nhưng lại mơ hồ như có như không tỏa ra một thứ sức mạnh khiến cho người ta phải sợ hãi. Gian thạch thất đổ nát vào lúc này yên lặng như tờ. Bất luận là Ma Thiết, Mạc Lăng hay là cường giả niết bàn cảnh kia, thì tất cả đều đang nhìn thân ảnh đỏ rực phía sau Lâm Động với ánh mắt kinh hoàng. Cường giả niết bàn cảnh sao? Tại sao bên cạnh hắn lại có cường giả niết bàn cảnh nhỉ? Bọn Ma Thiết miệng lẩm bẩm không thể tin nổi. Họ chưa từng thấy bên cạnh Lâm Động có cường giả niết bàn cảnh bảo vệ bao giờ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của ba người Mạc Lăng thì hiển nhiên là bọn họ cũng không có biết. Linh Khôi sao? Thì ra đây mới chính là tuyệt chiêu thật sự của ngươi. Tên cường giả niết bàn cảnh kia chậm chậm quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, giọng nói khàn đặc. Tầm nhìn của hắn đương nhiên là vượt xa bọn Ma Thiết. Hắn có thể cảm nhận được thân ảnh đỏ rực kia không hề có một chút sức sống nào. Hiển nhiên đó chỉ là một loại linh khôi mà thôi. Nhưng dù là vậy thì trái tim của cường giả niết bàn cảnh kia cũng không khỏi bị co rụt dữ dội. Ánh mắt nhìn huyết linh khôi vừa e dè vừa ham muốn. Thứ tốt như vậy thì hắn cũng chưa từng có. Sao? Linh khôi? Nghe vậy thì bọn Ma Thiết sững người rồi mới bừng tỉnh. Nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thứ này thì vô cùng hiếm có, không ngờ Lâm Động lại có được. Lúc này họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Động lại đối xử với cả Lăng Trí, Liễu Nguyên bình thường nhàn nhạt như vậy. Thì ra là trong tay hắn còn có thứ vô cùng có tính uy hiếp. Một đầu linh khôi có đủ để sánh ngang với cả cường giả niết bàn cảnh. Mà có thứ này hộ thân rồi thì Lâm Động còn phải sợ bọn Lăng Trí sao? Lâm Động cười cười, không thừa nhận cũng chẳng phản đối, cười khẽ. Sao? Tiếp theo ngươi muốn như thế nào? Ta chiều. Nghe Lâm Động nói vậy thì ánh mắt của hắc ảnh niết bàn cảnh kia lóe lên hàn quang. Nhưng mà khi nhìn huyết linh khôi bên cạnh Lâm Động thì lại phải đành kiềm chế nộ hỏa lại. Lúc nãy đã tiếp chiêu với cả huyết linh khôi, hắn biết nếu đánh thật sự thì chỉ sợ là chỉ với thứ này thôi cũng đủ khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Huống hồ còn có Lâm Động kia nữa, cục diện bỗng chốc trở nên bất lợi với hắn. Và hiển nhiên là ý định cướp lại phù văn e là cũng phải tạm thời xóa bỏ. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá. Đắc tội với cả vương triều Ma Nham bọn ta không dễ sống đâu. Chỉ là một đầu linh khôi mà thôi, chưa đủ để bảo vệ ngươi ngông cuồng trong chiến trường viễn cổ đâu. Cái gì? Vương triều Ma Nham sao? Nghe thấy cái tên này thì Lâm Động cũng chẳng có phản ứng gì. Nhưng mà bọn Ma Thiết thì sắc mặt đều thay đổi. Họ nhìn dáng vẻ bình thản của Lâm Động mà không kìm được phải ghé lại nói nhỏ. Này Lâm Động, lần này rắc rối to rồi. Bọn ta đã từng nghe danh của vương triều Ma Nham đó. Nó chính là một trong các vương triều cao cấp, thực lực rất là mạnh. Không phải chỉ có một cường giả niết bàn cảnh không thôi đâu. Hơn nữa chúng có thủ tất báo đó. Một khi mà đắc tội với chúng thì không chết không yên đâu. Theo ta được biết thì từng có một vương triều cao cấp đã bị chúng hủy diệt hoàn toàn đó. Nghe Ma Thiết nói vậy thì ánh mắt của Lâm Động mới khẽ lay động. Xem ra vương triều Ma Nham này quả thực là thế lực rất mạnh của một phương. Sao? Tiểu tử, nếu giờ ngươi ngoan ngoãn giao nạp thiên phủ linh thủ, đồng thời cống nộp cái đầu linh khôi kia, thì ân oán này coi như xóa bỏ. Nếu không, e là ngươi cũng sẽ không có cơ hội lộ diện ở chiến trường viễn cổ nữa đâu. Nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Lâm Động thì cường giả niết bàn cảnh kia cười lạnh đắc ý mà nói. Lâm Động nhíu mày liếc kẻ kia rồi bình thản. Ta chẳng quan tâm ngươi là người của vương triều mẹ nào. Thứ này đã vào tay ta rồi thì không có chuyện nhả ra đâu. Cút. Khi mà nói chữ cuối cùng thì ánh mắt của Lâm Động trở nên sắc lẹm, gương mặt tràn đầy sát khí. Ngươi. Thấy Lâm Động có thái độ như vậy, kẻ kia đại nộ. Hắn vốn tưởng rằng là lấy cái tên Ma Nham ra sẽ khiến cho Lâm Động phải khuất phục. Thế nhưng mà không ngờ Lâm Động lại còn ngông cuồng hơn. Được, giờ ngươi cứ nói cứng đi. Sớm muộn rồi ta sẽ cho ngươi hối hận thôi. Có điều bạo nộ thì bạo nộ vậy thôi. Nhưng mà có Linh Khôi ở đây
hắn cũng chẳng dám làm gì, nhìn Lâm Động hằn học rồi nhanh chóng bay ra khỏi thạch thất. Nhìn hắc ảnh đó biến mất thì bọn Ma Thiết mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhíu mày nhìn Lâm Động cười khổ. Lâm Động huynh, đắc tội với hắn rắc rối lắm đó. Mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó thôi, chẳng có gì rắc rối ở đây cả. Ở chiến trường viễn cổ mà cứ sợ phiền phức như vậy thì rất khó có ngày rạng danh được. Sao có thể được các siêu cấp tông phái xem trọng chứ? Lâm Động cười thản nhiên. Dù vương triều Ma Nham có rắc rối thật đi nữa thì hắn cũng chẳng sợ. Lâm Động hắn đến từ Viêm Thành nhỏ bé, nếu cứ sợ này sợ nọ thì đã không thể có được thành tựu như là bây giờ. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lâm Động thì Ma Thiết cười khổ, cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ trong mấy ngày tiếp xúc thì hắn đã biết là Lâm Động là người thâm sâu khó đoán. Thực lực chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong mà lại có thể giao đấu chính diện với cả cường giả niết bàn cảnh, lại có cả thứ lợi khí hộ thân như là linh khôi nữa. Có lẽ cũng chỉ có cái loại người như hắn thì mới không coi vương triều Ma Nham ra cái gì. Chúng ta đi thôi, có lẽ thạch điện này vẫn còn những thứ khác nữa, mọi người cũng không thể đến mà không được cái gì. Lâm Động cười cười, không nói thêm gì về chủ đề đó nữa. Hắn nhìn gian thạch thất đổ nát, rất nhiều linh dược đều đã bị hủy hoại, đành phải đến chỗ khác xem vậy. Dứt lời thì Lâm Động phẩy tay cất linh khôi và thạch phù rồi ra khỏi thạch thất, men theo hành lang đi đến một nơi khác. Mạc Lăng, Ma Thiết và những người khác cũng vội vàng theo sau. Hàng người đi xuyên qua thạch điện rắc rối như là mê cung, dọc đường đi cũng có chút tu hoạch. Trong một số gian thạch thất thì cất không ít niết bàn đan, nhưng mà Lâm Động thì không lấy mà bảo Ma Thiết, Mạc Lăng chia nhau. Dù sao thì hắn cũng đã có thiên phù linh thụ mà mình cần, chỉ cần luyện hóa được nó thì tinh thần lực quán sẽ có được bước đột phá vào cảnh giới thiên phù sư. Và đến lúc đó thì hắn có khả năng một mình đối mặt với cả cường giả niết bàn cảnh, chứ cũng chẳng cần phải dựa vào huyết linh khôi nữa. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ thì bọn Mạc Lăng đã thu hoạch được không ít, gương mặt đầy hài lòng và phấn khích. Bọn họ đều nghĩ chuyến đi này quả thực không tệ, lại có Lâm Động ở bên cạnh tọa trấn thì cũng không phải sợ các thế lực khác cướp mất những gì có được. Dù gì thì Lâm Động hiện tại cũng có thể coi là cường giả niết bàn cảnh rồi. Dọc đường thì bọn Lâm Động cũng gặp những đoàn người khác, người đến từ Dương Thành và cũng có những nơi lạ lẫm khác nữa. Nhưng mà khi gặp nhau thì hai bên đều vội vàng tránh đi, xem ra là muốn tranh thủ thời gian tìm bảo bối thôi, không muốn gây thêm rắc rối. Bọn Lâm Động thì cũng có thu hoạch kha khá. Sau khi mà đi được vài tuyến hành lang giao nhau thì họ phát hiện hành lang đã biến mất, thay vào đó là một tòa chủ điện vô cùng to lớn. Nhìn tòa chủ điện trước mặt thì bọn Lâm Động hơi khựng lại, rồi ánh mắt sáng lên. Ai cũng biết rằng trong Lôi Nham Cốc quan trọng nhất không phải là những thứ họ đã gặp. Điều thật sự hấp dẫn vô số cường giả vào vương triều cao cấp là viễn cổ bí thược. Đó mới là thứ thật sự có sức hấp dẫn. Thậm chí có nhãn giới cao như là Tiểu Điêu cũng thèm muốn sinh tử chuyển luân đan ở trong viễn cổ bí tàng, huống hồ là kẻ khác. Đi thôi. Vì thế khi mà nhìn thấy tòa chủ điện đó thì Lâm Động không chút do dự vẫy tay đưa đoàn người vào bên trong. Tòa chủ điện này thì vô cùng rộng lớn, nhìn giống như là một khu quảng trường vậy. Trong chủ điện lúc này thì có các đoàn người đến từ khắp các nơi. Lâm Động nheo mắt nhìn thì thấy Lăng Trí, Liễu Nguyên cũng đã ở đây. Mà phía trước bên trái họ cũng có hai đoàn người, là người của vương triều Huyền Băng và Đại Ô. Lâm Động nhìn lướt qua tòa chủ điện, một lúc sau thì mới chăm chú vào một nơi. Ở đó có năm đạo hắc ảnh, số người không nhiều nhưng mà Lâm Động có thể cảm nhận được sự e dè của bọn Hoa Vân, Ô Mặc với cả những kẻ đó. Sự xuất hiện của bọn Lâm Động cũng thu hút không ít ánh nhìn. Một trong năm hắc ảnh kia cũng quay lại, ánh mắt bỗng lạnh băng đi, vì hắn chính là kẻ đã thất bại trong việc cướp đoạt thiên phù linh thụ với cả Lâm Động. Lâm Động liếc hắn một cái, khóe miệng của gã kia thì nhếch lên cười lạnh lùng. Bộ dáng đó thì giống như là những con sói khi mà thấy con thỏ xông vào hang của mình vậy, vô cùng hung hãn. Thế nhưng mà nụ cười nham hiểm đó của hắn thì không hề gây sức ép gì cho Lâm Động. Lâm Động quét mắt nhìn và cuối cùng dừng lại ở một nơi sâu trong chủ điện. Ở đó có một quầng sáng lơ lửng, và bên trong nó thì cơ hồ như là có thứ gì đó hình thành chìa khóa với tạo hình kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chính là viễn cổ bí thược. Lâm Động nhìn chằm chằm vào thứ ở bên trong quầng sáng, đồng tử co lại.
Hắn cảm nhận được ngay cả tiểu điêu ở bên trong thạch phù cũng vô cùng kích động. Rồi, ok, chúng ta sẽ dừng lại tập 102 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.